Xin chào cả nhà. Trước hết thì xin chúc cả nhà mình ngày mới sức khỏe cả nhà ha. Rồi hôm nay mình quay trở lại thăm cô Hường cả nhà ha. Mặc dù là không có được sự ủng hộ của cả nhà mình, nhưng mà mình thấy cô ở một mình á. Hôm giờ mình ghé cô một lần cũng lâu rồi. Rồi hôm nay thôi mình cũng được một công ty Minh Quân tặng cho mình mấy bao thức ăn mèo. Thì mình tặng cho mình thì mắt các bé nhà mình thì ít lắm, thì mình mới san sẻ lại cho những chỗ mà giống như cô Hường nè, các bé nhiều hơn và hoàn cảnh cô khó hơn. Cô Hường nuôi các bé. Bao thức ăn mèo của công ty Minh Quân tặng cho mình nữa cả nhà ha. Mình vô mình xin san sẻ lại cho cô Hường. Dạ, khu để cho nó ăn luôn. Thì như vậy cả nhà ha, thì bao này thì nó 10 kg, mình quyết định vậy nha cả nhà mình. Thí dụ như giờ chỗ nào mà khoảng cỡ là 30 bé thì mình xin tặng một bao. Thí dụ như trên 50 bé thì có lẽ là mình số nhiều hơn rồi, ví dụ 50 bé đổ lên thì mình xin tặng 2 bao. Cô Hường này có khoảng chừng cỡ 30 bé thôi, thì bây giờ mình xin nhượng lại cho cô Hường một bao cả nhà ha. Và đồng thời với lại mình nói cả nhà nữa, hôm qua mình có nhận được một thùng quà của Úc, của mẹ Cam Quýt gửi về tặng cho gia đình mình, là giống như là quần áo các bé nè, rồi một lốc dầu và thuốc Paradol. Thì hôm nay mình đến đây rồi, mình cũng xin tặng lại cho cô Hương một chai dầu và 2 vỉ thuốc Paradol luôn. Thì mẹ Cam Quýt đã tặng cho gia đình, nhưng mà thật sự ra nó nhiều thì mình xin san sẻ ra bớt ha mẹ Cam Quýt ha. Hy vọng là mẹ Cam Quýt cũng bằng lòng chứ không có giận gia đình mình, tại vì thuốc cũng có nhiều, dầu cũng có nhiều, thì mình xin tặng lại cho cô một chai dầu và 2 vỉ thuốc. Rồi bây giờ dạ cô Cam Quýt vừa rồi cô Cam Quýt luôn hả? Dạ, phải cô Cam Quýt không? Có 100 của đô. Vừa rồi là đâu phải cô Cam Quýt. Vừa rồi là chị Linh Đa. Không, cô Cam Quýt. Đúng rồi, cô Cam Quýt 100. Nhớ không, 100 đô gì đó. Đô Úc à? Hai đô Úc đó, đúng rồi. Mỹ à? Đúng rồi. Rồi chị gắn cái đó vô, giờ mình nói cho lớn chút xíu. Rồi giờ mình để mình khui cho các bé ăn thử luôn nha, cái nhà mình ha. Vậy là vừa rồi cô Cam Quýt có tặng cho chị à? Có 100 đó. Có tặng cho cô à? Có. Hôm nay thì cái này mình nói với cả nhà mình ha. Thì mình không có được sự ủng hộ của cả nhà mình đối với cô Hương. Mà mình cái này là mình tự ý hết cả nhà ha. Chứ còn cô Hương thì thật sự mà nói, trong đợt này thì mình được tặng thức ăn nè, mình xin nhượng lại nè. Dầu thì tặng cho gia đình mình, rồi thuốc tặng cho gia đình mình, mình xin tự ý mình chia lại cho cô thôi, chứ cô đợt này thì cô không có được sự ủng hộ của cả nhà mình. Trời đất, trời, nó nghe đó. Ghê không? Nó nghe đó. Từ từ. Đâu chị lấy cái đồ đổ ra cái gì? Ủa chứ mình không xích ra đi chưa? Từ nè, để xếp cái này lại, không hay để cái này, để chật quá ha. Thì vậy hả? Nhà chị mà. Xếp thì đi. Từ từ có, coi đó. Các bé ăn nè cả nhà mình. Rồi chị lấy cho thêm em thêm dĩa đi. Đây nè, đây chị đang lấy nè. Xuống ăn nè con. Đâu lấy giùm mà cho chai dầu với 2 vỉ thuốc đưa cho cô.
Ở đây thì có khoảng chở mấy chục con thôi cả nhà ha, thì không chắc không tới 30 con đâu. Thì mình tặng bao nếu mà với lại về nè cả nhà mình. Xuống con, xuống đi. Nó ăn kì lệ lấy phát. Xuống nè. Ôi trời, nó nhát kìa. Trời mới đây hết hai dĩa rồi. Không, cái đó cô mới đem ra đó. À. Rồi nè chị, cái này là chai dầu của bên Úc gửi về tặng cho em xin tặng lại cho chị. Và hai dĩa thuốc này cũng của bên Úc gửi về luôn. Cái này là Paradon, thuốc của Úc luôn, của mẹ Cam Quýt gửi về cho gia đình em xin tặng lại cho chị. Rồi, cảm ơn. Rồi. Thuốc này, cái này là cứ ăn không tiêu, ói là cứ liên tục. Đâu, cái đó là thuốc nhức mỏi à, thuốc nhức đầu, nhức mỏi. Cái ông dầu này nè. Dạ dầu đó, dầu này dầu xanh, dầu xanh, dầu của Úc. Rồi cái này với đậu phải xoay. Đâu cái kéo đâu rồi chị? Để chị lấy kéo. Kéo rồi đưa em rồi đó. Thôi được rồi chị, được rồi chị. Có không? Đưa em đó. Không biết em để đâu rồi. Có chừng với cái cho tụi nó ăn cho đã. Cũng mới ăn cơm nãy đó. Ăn cơm rồi á mà hạt ngon quá ăn tiếp à. Thích lắm mà cứ cái kia hạt kia kìa hết cái còn có chút xíu cái gì nữa thôi. Để cho con bầu này nè. Tối nó ăn thêm đó. Nhưng mà sao lại có một bầy con là sao bữa hôm chị nói hô triệt sản hết rồi. Cái con mà chị nói đó. Cái kiểu như ở công viên xong cái ăn cái chú ơi. Thấy không mà phá vậy. Cái rồi cái người ta bỏ cái người ta dẹp cái công viên nhà đó. Cái thấy tội nghiệp quá đó. Cho nên về đâu có biết chị bầu. Về xong bắt đầu làm thấy cái bụng bự bự rồi. Vậy là mới cứu à? Thì mới cứu đó nè. Mới lụm về xong rồi nó lụm ở ngoài nó có bầu không, sẵn. Không, cái bữa đó em tới là có nó rồi đó. À. Em nhớ không? Dạ. Vì đó thì có con bầu này. Ủa còn trên gác còn hết chị thôi không xuống. Còn hai ba tên vậy nó nằm chờ nó nhát có mấy đứa nhát. Vậy sao bên em thấy ít vậy? Hai mấy đứa nhát chị. Nè. Xuống đây con kìa, xuống. Tốt, ăn đi con. Còn mấy tên chả nó chịu xuống nữa. Nó nghe hột đó, rồi chữ nó nghe hột đó. Rồi xuống con, xuống. Ừ, xuống đi, xuống giỏi. Ở đây là có 5 bé mèo con ha cả nhà ha. Thì chị lụm đợt trước là chị nói là mình tới đây là đã có bé này, chị mới lụm ở ngoài công viên về. Thì nó có bầu sẵn. Thì giờ về là hôm nay mình tới, mình ghé thăm lại tụi nó đẻ được. Ừ, có đẻ được 5 bé. Đây, 5 bé là cả nhà mình. Dạ, xuống ăn con đi. Đó, bữa hổm thì mình tới thì chị nói là nó đã có rồi, nhưng mà nó có bầu sẵn bên ngoài rồi. Chứ còn mấy bé ở đây được triệt sản. Xuống con xuống nè. Ừ xuống. Ờ xuống đi giỏi. Tụi con ăn chung đi để cho mẹ con nó ăn dĩa. Cái con đó là nó lại thương chứ nó không phải đẻ. Con mẹ là con này nè em nhớ không? Cái con mà nâu nâu này nè. Ủa con này không phải mẹ hả? Ừ mà nó lại thương nó lại vô nó phụ. Con đó đứa nào mà đẻ cái nó tới cũng cho bú với thương nó mà có sữa đâu. À. Nè con này nè. Đó, à, con này mới không? Là mẹ, con này mới là mẹ. Kỳ đó nó có bầu á. À kìa con này mới là mẹ con kia mẹ nuôi. Tội nghiệp lắm. Tối cái nó thấy nghe tụi này la cái bắt đầu nó chen vô. Thôi kệ thôi cho nó vui. Thì cái cho nó ở nó chung luôn, nó thích nó thương. Rồi nè, nghe nghe mùi nè, có thấy thương không? Bỏ ăn cái này. Không xuống ăn đi. Hả? Xuống đây nè con, xuống đây lẹ lên. Sao giống cái bầu quá vậy? Đâu. Không phải chị đâu không có bầu. Chị đâu có con nó lớn này nè. Con nó to để cái lúc mà chị đi làm á xong cái nhà mà, đó. Quýnh cái gì không biết nữa, quýnh hả? Cái mặt không có bầu. Con này nó ngộ lắm, nó nhát kìa. Xuống đây nè con, xuống đây nè. Thôi, đây con, 6 con hả? 6 con kìa nó. Rồi 6 con là cả nhà ơi, chứ không phải 5 con đâu. Mà cũng hên ghê á. Nó xanh mà nó có cho bú đàng hoàng chứ không thôi. Con vô đi. Chắc tiêu quá. Mà nó không có thương con, nó bằng con bé kia. Đó con kia cứ nằm với con liên tục, còn nó cứ ăn xong cái nó lên kia nó nằm, nó không chịu xuống. Nè của con nè. Cua nhiều quá ăn không hết rồi. Với lại tụi nó mới ăn cơm xong ở nhà mình. Vậy chứ chút đẫm hết trời à. Xuống đây con, xuống đây. Còn hai cái tên trên chỉnh này kìa. Xuống đây con, xuống đây ăn nè. Để lên máu. Đi xuống. Xuống. Nó nhát quá. Hôm nay nó xuống là nó nghe sột. Chứ mấy bữa là nó không dám xuống. Ai tới là nó trốn. Vô đi con ăn đi. Rồi cái đống cái lèn là dành cái gì không biết nữa. Nè ăn đi. Trời mừng quá, mới vừa hết xong cái nó trời, để cho chú siêu nhân tưởng đâu không cho tụi nó ăn chứ nó ăn một cái là một cái veo là xong ngay.
không hết ở dưới khui mấy bịch ăn hết. Chim ra, chim ra, chim ra. Ra đi con. Đang chúng bạn nè. Nó mấy con đó nó nhát nó trốn ở cả nhà mình. Sao tụi nó hiền mà của mình nó vô. Xuống đi, cái này của con nè. Xuống con, xuống, xuống đây nè. Mới ngồi nó ăn cho nó luôn. Trời ơi, đồ ăn của người ta chứ không phải là cái chỗ nằm, vô nằm luôn à. Nó chen vô nó ăn, nó nghe mùi, nó nghe mùi thức ăn, nó thương. Nó chưa biết ăn đâu chị ơi. Không à, nó nói vậy mà chị để vô cái kia cho mẹ nó, cái nó cũng chi leo dạ, nó chen chen vậy thôi, nó làm vậy thôi chứ sao biết ăn được, đâu biết ăn được. Mặc chung với bạn đó. Cả đống cả lèn mà dành cái gì không biết nữa. Cái anh này là xấu lắm. Nó ăn cái đá nào nó cũng chen vô hết. Thôi con ăn chung đi. Tâm thể ra nè, tâm thể nè. Còn chị vàng kia biết trốn ở đâu rồi. Còn con vàng ốm gì nữa, hai ba đứa nữa. Ra đi con, ra ăn nè, ăn nè. Thầm luôn hả? Nhút nó không nhút nữa, cái đó nó khèo. Nó khèo cho mình yếu quá. Nè ăn đi con. Quen luôn hả? Ừ. Mèo nó vậy á. Ừ. Ủa còn mấy tên nữa rồi mất tiêu rồi. Là dưới ghế này con nè. Còn tên vàng vàng. Ra tâm thể ra con. Nè ra 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 đi. Ra ăn nè. Ra. Còn tên mẹ của con này nữa đã mất tiêu rồi. Hả? Nó tình cảm lắm. Nó mò mình hồi cái nó leo lòng mình nó ủi này kia. Mai nó bị ho chắc. Trà xuống ăn nè, con thích ăn hộp sao con? Nhớ rồi đó hồi xưa không em một lần mà về ho lâu gần chết đó. Ăn đi con đi. Xuống nè, xem nó hiền vậy. Ăn đi con, nè. Nó núp tùm lum ở cả nhà mình. Nhìn kỹ nó núp tùm lum. Chú có đi đâu vậy? Chốn này không ăn hả? Chú ra con đi đâu vậy? Chốn đâu kìa, lại lên máu. Trời, chú cô đến thăm kìa, lại lên. Nè, chú cô đến thăm, chú cô cho nè. Để lên. Hồi sáng giờ ghiền lắm mà còn nửa bịch chị đâu dám cho nó ăn. Mình để cho cái con bầu này nè, tối khuya đó. Cái bịch nó hổm là vợ hạch hổm cho là còn bịch ra. Nè còn nửa bịch nè. Mà sáng giờ nó thèm đó mà chị đâu dám cho nó ăn. Ăn biết làm sao không? Rồi cái con kia tối cái nó đâu có cái gì đâu mà nó nó ăn tối tối cái sao mà còn thêm. Còn nửa bịch cái tự nhiên mình tới luôn ngay đúng lúc luôn cái nhà mình không có điện, không có điện, không có gọi, không có gì hết nha. Tự động mình hôm nay chiều cái mình nhớ là mình tự động mình đi. Thích lắm, thích người ôm cái này kia dễ thương lắm. Đó nó là con của cái con nhỏ trên đây nè, đó đó. Mẹ con đó, đó mà mẹ con nó thịt hoài chắc cười quá. Em quên hả? Em không nhớ, em đó, rất là đó, nhiều, em đâu đó, có em có bao nhiêu dặn em nhiêu em làm xong rồi, em đâu còn lưu sổ luôn rồi, em đâu nhớ được. Một cô thì quên tên nhớ không? Cô quên tên đó. Cô Linda. À cô quên tên đó. Còn cái cô kia thì nhớ cho đồ chơi đó kìa. Cho đồ chơi là cô Linda. Em Chu Phạm đó, anh Chu Phạm thì cho đồ chơi với lại 50. Còn cái cô mà quên chú quên tên đó thì cho 100. Còn mẹ Út thì cũng cho 100, mà 100 của mẹ Út là Út. Sao con không ăn nữa? Chú ăn đi, chú ăn với bạn nè. Chú ăn với bạn. Đó. Nó ăn giỏi. Rồi đi chị ơi, bây giờ là tuy rằng hôm nay em đến đột xuất không có hẹn chị trước mà cũng rất là bất ngờ luôn. Với lại thật sự với chị là chuyến này là em không có được là Mạnh Thường Quân gửi đến chị. Nhưng mà em tự ý em xin rút tiền quỹ của em ra em gửi cho chị 500 ngàn ha, rồi em tặng thay mặt công ty Minh Quân em nhường lại bao thức ăn cho chị. Và mẹ Cam Quýt thì là em tặng lại một chai dầu và hai vỉ thuốc Paradon, và còn 500 ngàn này đó là tiền quỹ của em. Thì cái này cũng như là em nói chị là cũng như là của chung ấy, của chị ha, của tất cả mọi người. Tại người ta chi tiền quỹ của em á, tiền quỹ có nghĩa là tất cả mọi người gửi vô là em xin nhận rồi em gom lại hết. Thì đâm ra bây giờ em tự sức ra, em không biết là cái tiền này còn thuộc về ai nữa. Đâm ra của chung thì em tự rút ra vậy là cái này. Nhưng nói chung là mặc dù là ít nhưng mà là cũng là của tất cả mọi người trong kênh của em. Em xin tự ý lấy ra em tặng lại cho chị như vậy. Thì cái này là của mọi người tặng cho chị chứ không phải là của em. Dạ.
Thì thành thật cũng cảm ơn mọi người, trong cái mình đâu có biết ai đâu. Chung hết rồi chị. Thôi vậy em hôm nay em đến đây em thăm chị nhiêu đó ha. Em xin gửi lại cho chị được nhiêu đó thôi, chứ còn em không có được sự ủng hộ của mọi người nữa. Cái này là tự ý em đi thôi. Rồi cho vậy là quý lắm rồi đó. Té thì có. Thôi vậy mình cũng xin khép clip lại luôn nha cả nhà ơi. Chào tạm biệt cả nhà, mình hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo ha. Bye bye cả nhà nha.